Xin chào các bác. Chào các bác đã quay trở lại với channel của Thanh Tam Audio. Sản phẩm mà hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác đó không phải là một cái bộ dàn, cũng không phải là một cái cặp loa để chơi được âm thanh, nhưng mà đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt và cũng được rất là nhiều anh em chơi âm thanh quan tâm, kể cả là anh em chơi âm thanh trên toàn quốc cũng như là anh em đã là khách hàng của Thanh Tâm bên em. Thì đây là cái thiết bị mà em muốn giới thiệu đến các bác. Đây là một cái con Onkyo DAC 1000. Thiết bị này có tác dụng là giải mã tín hiệu âm thanh từ tín hiệu số vào cái đầu phát để các bác nghe nhạc một cách hay hơn. Hay hơn là các bác cắm trực tiếp từ cái điện thoại sang. Bên em mới về hàng được một cái bộ sản phẩm này, duy nhất một bộ với hình thức rất là đẹp. Bây giờ em sẽ cho các bác xem về hình thức cũng như là giới thiệu qua với các bác một chút về cái tính năng của sản phẩm để các bác có thể hình dung ra là có thể sử dụng cái sản phẩm này vào trong những cái trường hợp như thế nào. Con này nó có cái cân nặng rất là, nó khoảng hơn 3 cân. Với một cái thiết kế cũng rất là to và cái hình thức line new nó rất là mới, các bác có thể thấy. Cái mặt được thiết kế với cái dạng phay nhôm, một cái phay nhôm nó dài khoảng 1mm với cái chữ logo Onkyo nó được dập chìm vào trên cái phay nhôm như thế này. Đó, các bác có thể thấy là Onkyo người ta giới thiệu ra cái sản phẩm này với hai cái nút, một bên là nguồn và một bên là display, có nghĩa là cái chế độ hiển thị của cái màn hình này rất là to và cái màn hình quát rất là lớn. Cây đàn sum họp từng giây. Ok, mặt trước chúng ta còn có những cái nút tiến lên và lùi lại, cũng như cái nút mode là các chế độ này, và một cái nút dimmer là cái chế độ hiển thị đèn. Thì con DAC này giải mã được 32 bit với cái tần số là 192 kHz, tần số tiêu chuẩn này. Đây là cái nút power on off của thiết bị này. Các bác có thể thấy hình thức cái DAC này rất là mới. Đây là nắp của sản phẩm này, không xước sát gì các bác nhé. Cạnh bên này cũng như thế. Em sẽ giới thiệu với các bác những cái cổng kết nối đằng sau của cái con DAC 1000 này. Đây, các bác có thể thấy là nó có được Onkyo trang bị một cái dây nguồn rời rất là lớn với cái jack tiêu chuẩn là 3 chân. Nó được trang bị những cổng vào digital với hai cổng coaxial in và ba cổng và hai cổng quang in cũng như một cổng quang out. Ngoài ra nó còn trang bị một cái cổng USB để các bác có thể kết nối với máy tính để chuyển nhạc sang. Đó. Đây là một cái cổng AES EBU. Cổng này thì em cũng chưa tìm hiểu nó có tác dụng gì, nhưng mà đây là một cổng in nhạc vào với cái jack chân là dạng 3 chân. Đó, các bác cũng thấy. Ngoài ra cái đường out của nó thì nó có hai cái đường dây AV với tương ứng với cổng NIP và RIDE. Các bác có thể thấy là con DAC này rất là khủng, nó còn được trang bị hai cái cổng ba lăng. Cổng ba lăng này có tác dụng là khi mà các bác chơi với cái hệ thống mà nhiều tiền ấy, thì nó thường những cái hệ thống âm thanh nhiều tiền ấy, thì nó sẽ có cái cổng ba lăng này. Đó, các bác có thể thấy. Và sản phẩm này là một sản phẩm mới nên là nó được sản xuất tại Malaysia nha các bác nhé. Nhiều bác cũng thắc mắc bên em là tại sao những cái dàn âm thanh ở Nhật sử dụng điện 100 nhưng mà lại xuất xứ là cái này có cái made in China hoặc là Malaysia. Thì em cũng giải thích luôn là người Nhật người ta đã chuyển nhà máy gia công cũng như công nghệ của họ sang những cái nước thứ ba để sản xuất, sang những cái nước thứ hai để sản xuất từ rất là lâu rồi, nên là thường những cái đồ đời mới hiện tại bây giờ ấy, thì nó sẽ mang cái made in China hoặc Malaysia các bác nhé. Bây giờ em sẽ kết nối cái hệ thống nghe nhạc với cái Onkyo DAC 1000 này để chơi cho các bác nghe thử. Bây giờ em sẽ kết nối nó qua một cái cổng quang. Ok, em lại cắm điện vào thiết bị và nó sẽ có đèn báo tín hiệu như thế này. Và bật cái thiết bị phát âm ra.
bộ các bạn được đang nhìn thấy là bộ Kenwood K1000 K1. Bộ này là bộ đầu bảng của cái dòng mini Kenwood, đắt nhất trong những dòng mini của Kenwood. Các bác có thể nghe thử cái âm thanh nó phát ra. Đôi mình chỉ thế thôi sao, gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần sống kiếm tiền chia cách đôi ta, bạc trắng lừa hồng néo đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đến đâu này muốn kiếm không nhua. Hẹn cho một người ôm mỗi hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, dân chưa nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rồi muốn kiếp ly tan, cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang. 12 bên nước thanh thang, từ nay đu nẻo quang sang, khóc cho đời bao trắng lừa cho anh, để anh vui bước đường quân hành. Mưa khuya răng tơ, gió khuya hững hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Một nửa I'm not afraid.
đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Vâng, vừa rồi em có giới thiệu cũng như là test cho các bác nghe một cái vài cái bản nhạc mà khi mà mình giải mã qua cái con Onkyo Dark 1000 này, chất âm của nó rất là hay và chi tiết. Nó có khả năng giải mã đến 32 bit ở tần số 192 kHz. Bác nào đang sở hữu cho mình một cái hệ thống âm thanh mà chưa có một cái thiết bị để chơi nhạc số, để các bác có thể tận dụng được cái nguồn nhạc khổng lồ trên mạng cũng như là chơi nhạc trực tiếp từ Smart TV xuống ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này, rất là hay. Và đây là một cái vị thuốc cũng như là một cái liều thuốc không thể thiếu cho mỗi một cái dàn âm thanh ở bên ở của hệ thống nhạc bác. Bộ này với hình thức rất là mới, nay new chưa xước sát cũng như móc mép gì, em đang bán với cái giá là 9,5 triệu cả dây nguồn, zin thơm máy, nên là bác nào quan tâm có thể là liên hệ tới số điện thoại em để bên dưới video này để mua hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video lần sau.